Chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương 3, tập 4. Ok, trước tiên để mình quay về cái nhà tù trả nhiệm vụ cho Tam Thái Tử cái đã.心魔之苦，我少小离家，也曾自诩天命所归。可如今，成了这副样子，连跟着我的兄弟都不得善终。这个与我已无用，你且收下吧。 Rồi sau khi trải nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được một cái vũ khí mới. Đó chính là một cái mũi giáo. Cái vũ khí này giúp chúng ta tăng sát thương cho những đòn đâm. Vũ khí này sẽ lợi hại nếu như mà kết hợp với lại cái phép cấm tự pháp, phép cấm chiêu ấy. Nó sẽ gây một lượng sát thương rất là lớn. Và mình sẽ dùng vũ khí này để đánh con boss cuối chương này. Nó sẽ cực kỳ dễ luôn. Ok, để mình thay đổi thế đánh. Nhập lại điểm linh quang. Tiên thì hàng bên đây thì mình vẫn nhập lại như cũ. Rồi sau đó là mình cộng đòn chọt, đòn đâm chứ. Ok. Rồi phải cộng cái đó thôi. Kiểu cái đòn vừa rồi nó không có thích hợp ấy, cho nên là rồi, mất một điểm rồi, chắc phải bỏ bớt ra thôi. Ok, để bỏ cái này. Rồi. Tại chả có điểm nào khác nữa cả. Thôi thì mình bỏ cái điểm kia cũng được, không sao cả. Kiểu cái đó là né hoàn hảo, là đâm ngay lập tức luôn ấy. Còn đây là cấm tự pháp nè. Cấm chiêu tăng sát thương. Và nó sẽ cực kỳ tốt với hai vũ khí đấy. Ok, mình dịch chuyển về đây để mình nâng cấp hồ lô cái, sẵn tiện nâng linh đơn luôn. Đây, mình sẽ nâng rượu cao nhi. Cái này sẽ giúp chúng ta hồi máu từ từ, hồi rất nhiều luôn ấy. Thank you.
Ok, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Với cái đòn này thì mọi người cứ dùng chuột phải để lùi khi mà đánh thường, sau đó là giữ chuột trái để mà có thể xoay đánh trứng. Đấy, có thể xoay như thế và có thể kích hoạt thêm một lần nữa để đâm. Nói chung là chuột phải chuột trái thay phiên nhau và lùi đánh lùi cái kiểu kiểu đây là một cái thế đánh rất là khó chịu và an toàn luôn ấy. Ây à, nhầm. Thì đủ, con này mới vô chọi cục tiết vậy. Lỗi. Mấy con thầy xung quanh nó còn đóng băng mình nữa chứ. Người giữ chuột trái là có thể xoay như thế, rồi sau đó là lúc mà mọi người bấm chuột phải về, mọi người vẫn giữ chuột trái ha, thì vừa lùi vừa đánh, vừa lùi vừa đánh như thế, rất là dễ đánh. Nhưng mà chỉ cái thế đánh này chỉ hợp với những cái vũ khí giống như là thương thôi, tại vì tăng sức thương đòn đâm ấy. Và kiểu cái đòn xoay thì nó không có nối đòn bằng cái kiểu đánh thường được, nên là nó không có thích hợp để mà kết hợp với những cái kiểu xây thương. Khi bắt đầu vào thì mọi người có thể xây thương thôi, còn đánh thường kết hợp xây thương thì nó sẽ bị chệch nhịp. Ok, chúng ta lấy lên ổn. Rồi, hiểu đây. Ở trong cái chùa này thì có mấy cái con cầm vũ khí như thế này. Khi mọi người đánh thì có tỷ lệ rớt ra một món báu vật tăng sát thương chí mạng nha. Con này phải farm mới có. Và lần chơi đầu tiên thì mình đánh một lần là ra luôn. Nhưng mà những lần này thì mình không biết là mình có may mắn gì hay không. Đấy, mọi người nhớ đánh gã nhà sư cầm vũ khí này nha. Nó có rớt ra một cái báu vật giúp tăng sát thương chí mạng ấy. Ngoài ra còn một nhà sư nữa, nhà sư bịt mắt. Khi mà mọi người đánh nhà sư bịt mắt này thì có tỷ lệ rớt ra cái đồ bịt mắt. Cái đồ bịt mắt đó tăng khả năng né hoàn hảo cho mọi người. Một món item rất là ngon. Để mình đổi sang con chim quạt gió. Cái con điện nó chỉ thích hợp khi mà đánh boss thôi. Còn về cái độ đa dụng khi mà đi map thì cái con chim cầm quạt này vẫn ngon hơn. Ở đây có nhân sâm. Đầu mình chơi thì mình chỉ cần đánh đúng nhập nhà sư như thế này là rớt ra cái bịt mắt rồi, không biết bây giờ như thế nào. Ok, khá là xui không có rớt, nhưng mọi người yên tâm, cứ đánh là sẽ rớt item thôi, chứ nó không có tỷ lệ khó lắm đâu, cứ farm đi farm lại thế nào cũng ra mà. Rồi bên đây còn một nhà sư nữa. Mình sẽ đánh hết tất cả các nhà sư ở đây. Dạ. Né né hụt. Rồi ok. Đấy, mọi người cứ thấy nó chuyển động là mọi người lùi ra ngay. Bấm chuột phải ngay. Rồi vào xoáy tiếp hả? Thấy chuyển động là cứ bấm chuột phải thôi. Hết hết thể lực thì đợi hồi. Này phải có nhiều thể lực mới đánh được nha. Nhiều thể lực thì đánh được nhiều hơn. Sát thương hiện tại mình đánh thì nó rất là thấp, do mình không có xài phép cấm tự pháp.
Nếu mọi người kết hợp hai cái phép này với nhau thì cái sát thương cầm cây giáo này ở giai đoạn cấp 3 hiện tại rất là khỏe luôn ấy. Kiểu mình chỉ cần đánh vài đường là mấy nhà sư cho bò này coi như là đi luôn rồi, chứ không có phải như thế này đâu. Đấy, khá là lằng nhằng. Ra vô 3-4 lần vẫn chưa chết. Nhưng mà mình không thể xài phép cấm tự pháp lúc này được, tại vì tí nữa mình phải làm nhiệm vụ của con cáo. Và khi mà biến hình thành con cáo ấy thì nó sẽ tốn một lượng mana. Mà chúng ta sử dụng phép cấm tự pháp nó sẽ trừ tất cả mana của chúng ta, cho nên là chúng ta không còn mana để mà biến hình nữa. Cho nên là phải để lại mana và đánh như thế này. Dạ. Thường thường con bên kia nó sẽ không thấy mình ấy. Thôi ráng đánh này cho xong đó rồi. Trời ơi, ông còn bay xuống dưới nữa. Ok. Chỗ này mọi người có thể sử dụng phép tụ hình tán khí đi qua cho lẹ cũng được, không cần phải đánh đâu. Nhưng mà mình nghèo quá cho nên là mình phải đánh hết thôi. Với lại khi mà đánh những cái pháp sư điện này cũng có tỷ lệ rớt ra một món báu vật nữa. Món báu vật đó tăng rất nhiều mana, tăng đến tận 30 điểm mana ấy. Và rất thích hợp cho cái phép cấm tự pháp. Mana càng nhiều thì nó tăng sát thương càng nhiều ấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trọng mana. Để tí nữa bánh boss cuối mình có rất nhiều mana để mà mình tăng sát thương. Đánh con Hoàng Mi nó nhanh nhất có thể. Đấy, mọi người không cần sấy đâu, nhiều khi cũng phải đánh thường như thế này để tích nộ. Lúc mà mọi người sấy cái giáo ấy thì nó không có tích nộ nha, mọi người phải đánh thường thì nó mới tích nộ thôi. Đấy, mọi người sấy như thế này thì nó không có cộng thêm điểm nộ côn nào cả, cho nên là phải đánh thường, phải kết hợp giữa sấy và đánh thường. Hết thể lực thì thôi, đợi hồi rồi đánh tiếp. Thế đánh này rất là an toàn, nhất là ở cái khu vực chapter 3 có mấy cái thầy sư mù như thế này, kiểu hắn ta không thể thấy được mình ấy, cho nên là mình cứ lao vào đánh, rồi lúc mà nó chuyển động thì mình chạy thôi, mình lùi về. Đấy, lúc mà kẻ thù chuẩn bị tấn công chúng ta thì chúng ta lùi về. Bên kia còn con nữa, đánh nốt. Đấy, khi mà mọi người lùi về đúng lúc mà kẻ thù tấn công chúng mọi người ấy, thì coi như gọi là một đòn berry, mọi người sẽ vào cái trạng thái là bất khả xâm phạm giống như tụ hình tán khí vậy. Ở đây thêm một nhà sư nữa. Ok, mình đánh cái này cho chắc. Với lại khi mọi người đánh chí mạng hoặc là gây sát thương thì nó sẽ hồi lại tinh thách rất là nhanh. Khổ quá cái anh này. Rồi đấy. Ây à, thôi, chạy. Rồi, ở đây có một cái rương nhỏ ấy, mọi người nhớ để ý. Rất dễ bị bỏ sót ấy. Nó là một chiếc nhẫn kháng lôi. Phép một cách thoải mái, tại vì khi mà chúng ta đánh mà sử dụng quay côn như thế này thì phép tinh thách tách của chúng ta sẽ hồi rất là nhanh. Để cái cam kìa, trời ơi, thấy cứ nhảy ra nhảy vào thế thôi, cứ thế thôi. Cái kiểu đánh này rất là an toàn cho bạn nào thích giữ khoảng cách với kẻ thù ấy. Và trước tiên chúng ta đi đường này trước.
Đằng kia có một con quái bạch tuộc nữa. Con này rất là khó chịu. Tí nữa chúng ta sẽ lấy khả năng biến hình nữa. Dạ, mình quên mất là con này nó không có thể còn nào mà nó bị đóng băng được ấy. Con này nó hệ băng cho nên nó không bị đóng băng được. Nếu như đánh con này thì mọi người phải dùng lửa hoặc là sát thôi. Lửa, sát hoặc độc, sấm sát ấy. Còn dùng băng thì chắc chắn 100% mà nó kháng băng ấy. Nó không bị đóng băng được. Nó sử dụng những đòn đánh toàn là những đòn đánh kiểu đóng băng không ấy. Cho nên là nó không sợ băng. Kiểu đánh như thế này nó hơi bị lâu một chút nhưng mà nó an toàn mà. Đấy, nó khá là an toàn với mấy cái nhà sư mà đấm như thế này. Chỉ cần thấy chuyển động một cái thôi là mọi người cứ nhảy lùi về, không cần phải đứng sát rồi sau đó canh khoảng cách mà của mấy nhà sư này đấm rồi mọi người né như kiểu bình thường. Kiểu rủi ro bị đấm trúng khá là cao nếu mọi người không quen, còn nếu mọi người quen rồi thì có đấm thế nào chả hụt được đúng không, tại vì đấm chậm mà. Đấy, cứ hết thể lực thì thôi, hết thể lực thì đợi. Tại vì bị mù quá cho nên what the hell again. Ở trên đây sẽ có một nhà sư đứng đợi mọi người đấm luôn ấy. Né liền nhá, cực kỳ khó chịu luôn. Cứ bị ăn một hit là văng ấy, cho nên cứ nhảy lùi rồi lại đánh trả ấy, nhảy lùi rồi lại đánh trả, đau tơ cứng luôn. Ơ thế quái nè, đây mình vừa bảo đây là món báu vật khi mà đánh mấy cái pháp sư điện này rớt ra này. Đấy, nó giúp mọi người tăng điểm pháp lực. Đường này là đường boss nhiệm vụ nhá, nên tí nữa chúng ta sẽ đi một con đường vòng. Sau khi đi xong con đường vòng đó chúng ta sẽ quay lại cái vị trí boss nhiệm vụ. Ở đây sẽ có mã ca nhé mọi người, đây mã ca của chúng ta đây. Rồi bây giờ lên đây lấy cái rương cái đã, rồi sau đó quay lại nói chuyện với mã ca. Mỗi chapter đều có mã ca nhé, cho nên mọi người nhớ nói chuyện với mã ca để làm questline của mã ca. Lão yo, 先前在黄风岭一无所获，不得已，只好来求黄眉老佛，来到这小西天，拜过了佛爷爷才知，我这一生为他人虚度，少了许多快乐。 不走了。虽说家中大王遭难，可世间福祸不皆是自取，为己活才自在。佛爷爷说的对，纵情自欲，无忧无虑。我从没像现在这般快活。 Rồi, có vẻ như là hết thoại thoại rồi thì phải. Liên ta đã hài tử cũng là Phụ Sa đệ tử lệ. Rú jin wo quy y Phật môn, ye suan shi truy sui đại vương. Wo quan lão hữu, jiu liu zai ci di, ni wo zuo ge tong men ke hao. Hình như là hết rồi thì sao ấy? Rồi hết rồi mọi người ạ. Thì Mã huynh đây nghe theo Hoàng My giống kiểu bị Hoàng My thuyết phục ấy, cho nên là rủ mình ở đây làm đồng môn luôn. Tí nữa nếu như mình đánh bại Hoàng My rồi thì anh ấy sẽ bỏ nơi này mà đi thôi, không sao cả.
kệ, chúng ta có thể đánh mấy nhà sư này để mà tích nộ côn. Đấy, và farm tí linh uẩn. Kiểu mọi người có thể dùng những nhà sư này để tích nộ côn trước khi đánh những con quái mạnh hơn ấy. Ví dụ như con này là quái mạnh hơn nè. Còn những nhà sư kia là mọi người phải quánh, phải đánh họ thì họ mới đánh trả nhé. Còn lại thì họ cứ ngồi ở đấy thôi. À, đánh này mọi người muốn chắc cú thì cứ đóng băng lại. Đấy, rồi sau đó xây côn, tích nộ côn rồi đâm cho phát. Rồi cứ để dành điểm nộ côn đánh như thế này thôi. Đấy, nó tấn công thì mình lùi về, sau đó mình đâm trả. Kiểu rất khó chịu luôn. Ok. Hồi tí máu. Rồi. Ở đây sẽ có ba con quái y chang như thế này. Và nó giống như kiểu là la hán của Hoàng My vậy. Khi mọi người đánh xong ba con như thế này ở trong cái ngôi chùa này, mọi người sẽ được một cái găng tay. Và mấy con mà thường như thế này ấy, thì nó sẽ bị đóng băng nha mọi người. Còn cái con mà tinh phách ấy, thì nó không bị đóng băng. Rồi, ok. Một con. Đấy, ở đây sẽ có ba con như thế này. Mọi người đánh đủ ba con thì sẽ được cái găng tay. Ở đây sẽ là một con. Chính giữa là một con nữa. Chính giữa là con tinh phách, con mạnh nhất. Còn ở khu chính giữa còn có một khu bên phải nữa. Mình đang ở khu bên trái. Là sẽ có thêm một con nữa, là ba con. Đấy, đánh đủ ba con thì mọi người sẽ được một cái găng tay. Con quỷ này khó chịu quá. Come on. Trời ạ, à, chấm máu. Này thì chấm máu. Đấy, mọi người ai mà chưa có cái báu vật tăng pháp lực ấy, thì mana ấy, thì mọi người có thể đánh thêm những pháp sư điện này nhé. Ở đây rất nhiều pháp sư điện ấy. Ở đây quái hoạt động theo kiểu mọi người phải đánh, ví dụ như là có 10 con quái. Và phần trăm rớt đồ thì sẽ dựa theo số quái mà mọi người hạ gục, nó sẽ tăng thêm phần trăm. Mọi người giết càng nhiều con thì tỷ lệ nhận được item càng cao ấy. Cho nên là một lượt đi thì mọi người nên đánh bại thật nhiều con quái như thế này. Để mà tăng tỷ lệ rớt ra item. Còn theo đa phần mình hay farm theo kiểu là cứ đánh đủ số con gần cái con này. Đánh đủ số con gần cái miếu nhỏ, sau đó mình sẽ vào đó nghỉ ngơi để reset quái lại. Và cứ như thế thì nó cũng có tỷ lệ rớt ra, nhưng mà thấp hơn là mọi người đi đánh nhiều con cùng lúc. Nhưng mà khi mọi người đi đánh nhiều con cùng một lúc mà nó không rớt item ra thì nó sẽ mất thời gian nhiều hơn là mọi người làm theo kiểu của mình ấy. Là ngồi vào một cái miếu nhỏ reset đi reset lại ở một chỗ để mà farm. Cảm giác như thế nó sẽ nhanh hơn. Rồi, ok, chúng ta tiến lên trên đây. Trên đây sẽ là vị trí của con boss ẩn, nhiệm vụ của con hồ ly. Cho xin tí máu. Rồi, để hồi thế lực rồi nhảy nha mọi người. Nhảy cho nhanh. Đó, khi đi bậc thang mọi người nhảy nó sẽ rất là nhanh. Rồi, chúng ta sang đây trước.
ở đây ngoài ông sư này ra thì còn có một nhà sư bịt mắt ở đây nữa. Mình phải đánh nhiều nhiều một chút để mà nó tăng tỷ lệ rớt ra. Ra lỗi. Rồi để hồi thể lực. Hồi nãy hết thể lực cho nên mình cũng lùi lại được. Ok, chúng ta vào đánh boss Bất Không thôi. Bất Không là nhà sư mà ở tập 1 mình có kể với mọi người ấy, là những nhà sư khác sẽ nghe theo gã này để mà tu theo kiểu ở ngoài trời lạnh ấy. Mọi người vào hành trang sử dụng vật phẩm này nha, để biến thành con hồ ly. Và khi mọi người bước vào bên trong ấy, sẽ mở được một đoạn cutscene như thế này. Đấy, hắn ta sẽ cực kỳ bất ngờ khi gặp lại con hồ ly mà mình đã ra tay giết. Đây là con boss cực kỳ khó chịu khi máu nó càng về thấp nhé. Ok, rồi vào mọi người cứ cho lốc xoáy sấy gã ta đóng băng. Đấy, nhớ đợi gã ta sấy đóng băng nhé. Không thôi mọi người lao vào đánh là gã ta sẽ bị dịch chuyển đi cái khác. Đấy, lại hồi nè. Chúng ta lại tiếp tục đóng băng thôi. Hình như là vào phay cho nên là nó không đóng băng thì phải. Đúng rồi, khổ thật. Đấy, cẩn thận nha, gã đánh rất đau ấy. Không tệ, không thua gì bất năng đâu. Rồi cho gã ngã. Quay cô, quay cô thì chúng ta có thể hồi được tinh phách. Rồi đòn này thì mọi người cứ đứng yên tại chỗ xây côn thôi. Đấy, thế là xong. Khó chịu khi máu về thấp và cực kỳ nguy hiểm luôn. Cái này thì mọi người chỉ cần xây côn thôi nhá, nhưng mà chịu cả bắn mình bị xì tuôn rồi. Trời ơi, đang uống máu. Này, cái đầu này thì mọi người cứ quay thôi, quay côn như cũ. Ây da, đang trong trạng thái né đòn. Rồi quay cô. Đấy, ẩm đang trong trạng thái né đòn ấy, cho nên là có định thân là lão cũng không có được. Rồi đánh bất ngờ thôi. Ừ, cái gì thế này, cái lốc xoáy mới đâu vãi đây game. Hình như ông trưởng lốc xoáy bên đây đi, phải, đây là lần đầu tiên mình thấy.
thế là xong. Kiểu khá là chật vật. Rồi. Kiểu ông ta cảm thấy có lỗi cho nên mới xuất gia đi tu ấy, và sử dụng cái dùng cái cách mà tu hành để mà che đi cái tội lỗi của chính mình, mặc dù ông ta biết là ông ta ra tay như thế là rất là tội lỗi ấy. Và cái lối tu của ổng cũng rất là kiểu bi quan ấy, là nó không đúng. Kiểu bắt những nhà sư khác không cần mặc quá nhiều áo ấm mà đứng tu ở ngoài trời lạnh như thế, họ bị đóng thành băng. Và khi mà họ bảo là tại sao áo mỏng thế, thì ổng lại bảo là do mấy người đó tu chưa đến cho nên là không có sức mạnh của Phật Pháp làm cho bản thân mình trở nên kháng lạnh. Để rất kia lệch lạc luôn ấy. Mấy ông sư này thì người đánh như cũ thôi. Thấy cứ nhảy ra nhảy vô rồi đâm liên tục. Thấy sấy như thế này mọi người cứ giữ chuột phải, chuột trái thôi nha. Cứ giữ chuột trái là sấy liên tục. Còn thấy kẻ thù đánh công bất ngờ thì đang giữ chuột trái thì cứ bấm chuột phải là nó sẽ nhảy lùi về thôi. Rồi. Ở đây còn một cái linh ẩn nữa. Ok, chỗ này còn một linh ẩn nữa. Rồi, đi. Ok. Rồi, từ đây mọi người nhảy xuống. Đây, mọi người nhảy xuống, cẩn thận nha. Kẻo nhảy xuống một phát luôn là sẽ bị mất máu. Ê, nhảy xuống cái mái nhà này, rồi từ từ nhảy xuống sẽ không mất máu. Ở đây còn một cái rương nữa. Rồi, chúng ta sẽ vòng ra chỗ trước chính điện khi nãy chúng ta vừa vô. Nếu như có cấm tự pháp thì mọi người cứ đánh hết combo đồng thường là cái con cầm đá này nó đi luôn rồi. Không cần phải đánh nhiều như vậy đâu. Ra đây thì trên đây còn một cái rương nữa. Sau khi lấy cái rương này xong thì chúng ta đánh cái con bốn chân tinh phách thôi. Còn bốn chân tinh phách này thì nó sẽ rất là trâu ấy. Đây. Yeah, mình quên mất là tinh phách thì nó sẽ không bị đóng băng. Rồi ạ. Ok, không sao. Yeah.
Không có áo tà sa thì cũng hơi khó khăn một chút. Với lại mang nhầm tinh phách nữa. Rồi cho nó ngã chút xíu đi, dễ thở. Thế là xong. Khá là chật vật. Rồi, mọi người đi xuống dưới chỗ này. À, dòng ở đây lấy cái linh ẩn này trước. Ok, cái chỗ ngôi nhà đỏ kia thì đừng có đi nha, từ từ rồi chúng ta sẽ đi sau. Tí nữa chúng ta sẽ vòng ra lại đường này, cho nên chúng ta đi đường này trước. Con đường này ấy, thì từ từ nào. Ok, con đường này sẽ dẫn chúng ta về cái miếu nhỏ đầu tiên, ngay cổng chùa. Để tí hồi thế lực các mọi người. Ok, đấm một cái thì bay người. Đây. Đấy. Mình định đổi con này đánh cho nó vui, kiểu rít máu tăng thêm đam chút xíu. Kiểu mình cũng thích con chuột này tại vì nó lúc mà nó bắn trông rất là buồn cười ấy. Với lại nó sẽ gây thêm đam từ từ giúp mình đánh con này nhanh hơn. Còn nếu mọi người kiểu muốn đánh mấy con này nhanh hơn nữa ấy, thì mình khuyên mọi người nên sử dụng phép cấm tự pháp luôn. Khi sử dụng phép cấm tự pháp luôn ấy, thì sát thương nó sẽ dồi dào hơn và đánh lũ này sẽ rất là nhanh. Ok, tôi xin cái bịt mắt nào. Ok, xong. Không rớt bịt mắt. Hay lắm, khá xui. Ok, rất là quằn. Rồi chúng ta quay về chỗ miếu nhỏ thôi. Và sau khi ngồi nghỉ ngơi miếu nhỏ, chúng ta sẽ tiếp tục đi con đường vừa rồi. Ok, bây giờ cứ từ cái miếu nhỏ và đi thẳng thôi. Ở đây sẽ có một con đường. Nó sẽ vòng ra con đường khi nãy. Mình muốn nghỉ ngơi tại vì tí nữa mình sẽ phải đối đầu với lại một con boss. Khá là khó chịu, con đó là con bạch tuộc ấy. Nhưng mà nó ở dạng là một con boss
Và khi mọi người đánh bại nó, mọi người có thể có phép biến hình thành nó y chang như là mọi người biến hình thành quan trí vậy. Cái này nếu mọi người mà build thêm sát thương lửa vào ấy thì nó bắn một phát là mấy con này chết luôn ấy. Với lại nâng full nữa, mình chỉ để như thế này để tụi nó bị cháy thôi. Còn nếu mọi người thích thì có thể nâng full kiểu nó bắn rất là đau ấy. À, mọi người có thể đánh mấy nhà sư này để mà tích thêm điểm nộ cũng được. Đánh đủ nộ thôi. Ok, vậy là đủ. Thêm tí nữa cho thêm linh ẩn, mình hơi nghèo. Với lại có một nhà sư nào đó hình như hồi nãy xài phép đóng băng mình thì phải. Đây rồi. Ok. Có kìa, thép không bị ăn đam. Ôi gì vậy? Như phim kinh dị luôn. Nó chạy nhanh thế. Thế nếu mọi người hơi bị nghèo thì có thể farm ở mấy chỗ như này. Kiểu farm chỗ này không phải là chỗ để farm đâu. Nếu như mà muốn farm linh ẩn thì ở chapter 4 mới có chỗ để farm. Farm cũng rất là ngon. Rồi sau khi lấy linh ẩn xong ấy thì chúng ta đi bên đây rẽ phải vào, bên trong vẫn còn một con nhân sâm nữa chúng ta cần phải lấy. Kiểu chúng ta cần phải đánh con nhân sâm nó mới đúng chứ. Rồi con nhân sâm nó ở đây. Chạy ra ngoài thật nhanh luôn, kéo cho chúng đọc. Rồi, chỗ này là chỗ có con boss bạch tuộc này. Ok.
Con này vừa xuất hiện thì nó chỉ ăn sát thương lửa thôi, cho nó cháy một chút xíu gây thêm đam. Quay côn để mà hồi kinh phách với lại tăng thêm nộ côn để cho nó tỉnh nhanh thế nhờ. Ây da, lỗi rồi. Dạ, mình quên mất là uống thuốc kháng băng à. Con này đánh mọi người uống thuốc kháng băng vào nhé, sẽ giảm sát thương băng rất là nhiều ấy. Nó gây đam mọi người sẽ gần như là sẽ thấp hơn. Đấy. Còn nếu mọi người không uống thuốc kháng băng thì ok cháy, hay lắm. Thì kiểu mọi người sẽ ăn một lượng đam rất lớn thì nó nhớ uống thuốc kháng băng thì quên mất xin lỗi. Ok, và thế là xong. Khá là chật vật. Rồi, chúng ta sẽ nhận được phép biến hình thành nó. Rồi, ở đây có rất nhiều nhà sư bịt mắt nhé, có đến tận 4 người lận. Nên mà mọi người chưa có bịt mắt thì có thể chạy ra đây farm hết một đợt luôn. Kiểu sẽ tăng tỷ lệ rớt cái đồ bịt mắt ra. Rồi, ok, thế là cháy. Nếu gã có đấm 4 cái liên tục thì cẩn thận đừng có lao vào nhé. Cứ để gã đấm xong rồi hắn vào đánh cũng được. Vẫn không rơi này. Má chưa kịp né nữa. Ok sao? Còn một người nữa. Rớt đi mà khổ lắm. Khó chịu thật sự. Để mình đổi thành con này đi. Kiểu tí nữa mình sẽ đánh với lại cái con bốn chân ấy. Cái con la hán bốn chân của Hoàng My. Yeah, cuối cùng cũng rơi rồi. Phải đánh hết tụi này mới rơi à trời. Đây, cái đồ bịt mắt mình bảo đây. Nó sẽ dễ dàng kích hoạt nó hoàn hảo hơn. Đấy, và chính là nó. Khi mọi người đánh mấy nhà sư bịt mắt đấy thì sẽ rớt ra món item này. Và nó khá là ngon, giúp mọi người né hàng hảo dễ hơn. Và đây là cái pháp bảo khi nãy nè. Nó giúp tăng 30 điểm mana. Tăng khá nhiều. Rất thích hợp để mà cộng vào cái chiêu cấm từ pháp. Ấy ạ. Con pháp sư thì thấy mình khi nào vậy? Đấy, nếu như mà con pháp sư này thấy mọi người cố gắng đuổi theo mà đánh nó thật là nhanh nhá. Thôi nó rất là phiền đấy. Đấy, 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 đấy. Nó sẽ giật sát mọi người liên tục luôn ấy. Ok.
còn con này nữa. Ê á, thấy quá nào. Rồi bên đây có một con quái vật măng, dâu quái măng, một đầm. Khoan đã, trước tiên đi ở đây thì mình còn thiếu một món item nữa, nó nằm bên đây. Đi thẳng lên chỗ này, quẹo phải xuống một cái bậc thang. Đấy, đấm con này xong cái đã. Rồi, còn một con nữa. Hết thế lực rồi. Không sao. Rồi, ở đây sẽ là một món đồ ngâm rượu. Nó giúp mọi người khi uống vào sẽ giảm khả năng bị đóng băng ấy. Kháng hàn. Và trước khi đi vào đường giữa thì mọi người đi bên đây trước, đánh những cái tên pháp sư điện này trước. Nếu không tí nữa mọi người xuống đánh cái con la hán bốn chân khi nãy thì nó, hai thằng trên đây nó sẽ giật sát liên tục ấy, cho nên là còn chạy nữa. Đánh hai con này trước nha. Ok. Đoạn này mình bỏ sót một cái rương ngay vị trí hai pháp sư khi nãy. Nếu mọi người có xem qua đoạn này thì nhớ quay lại để lấy hai cái rương đó nha. Cảm ơn mọi người. Rồi ok, trước tiên vào thì mọi người cứ quạt gió nó trước. Con này có thể bị đóng băng ấy. Rồi cứ xây côn thôi. Cứ xây côn để tích điểm nộ côn lại hồi tinh phách. Ok, thế là rớt cái găng tay. Đấy. Khi đánh đủ 3 con thì mọi người sẽ rớt găng tay này. Nó giảm vừa phải thời gian hồi chiêu của các kỳ thuật. Kỳ thuật ở đây là phép định thân, phép vòng lửa, phép này nọ kia. Nói chung là hồi những cái phép trong nhánh kỳ thuật, bao gồm định thân, vòng lửa. Còn cấm tự pháp thì xài rồi nên là không cần phải hồi nữa. Kiểu nó cấm hết phép luôn rồi ấy. Cho nên nói chung thì nó chỉ còn hồi thời gian hồi chiêu của định thân, những chiêu số 1 á. Okay, mình cộng tí điểm một chút. Chắc là cộng qua định thân luôn. Rồi. Cho cái nắp xoay. Cân hai hơi khó chịu chút. Ok kìa. Ok. Trời ơi, tưởng chết rồi chứ. Thế là xong một anh. Come on.
mình dùng luôn vậy. Mình nên để dành cái bình hồ lô này để đi tiếp ấy. Nhưng mà có vẻ chắc là mình phải dịch chuyển về bàn thờ nhỏ, cái miếu nhỏ khi nãy để mà hồi lại tất cả mọi thứ rồi. Ok, khu này là cái khu khi nãy nên là không cần phải đi nữa, dịch chuyển về thôi. Ok, sẵn tiện là mình quay lại đây mình farm mấy anh nhà sư cầm vũ khí luôn. Kiểu chưa rớt ra món item tăng sát thương chí mạng ấy. Mình mong là lần này mình quay lại đánh phát ra luôn, mất công phải quay lại farm. Rồi cho ăn cái quạt gió cho chắc cú. Ê ê ê ê, chờ trước cái đóng băng còn phi hai cây nữa chứ. À, không rớt, khá là xui. Rồi mấy anh bịt mắt này thì rớt item ra rồi cho nên là không cần lụm nữa. Cái đoạn này chắc là chạy luôn. Ok, tụ hình cho nó an toàn. Ê, thế quái nào tụ hình rồi nó còn giật sát mình một cái nữa nhỉ, ảo thực. Rồi trong đây còn một nhà sư cầm vũ khí nữa, mình muốn thử vận may thêm một lần nữa. Nếu không được thì sau này quay lại farm cũng được. Shit, chết. Không rớt người ạ. Chúc mọi người may mắn nha. Mình thì không may mắn rồi. Ok, chúng ta bây giờ đi con đường chính diện, đường giữa. Đường này sẽ đến vị trí boss cuối của chapter này. Trước tiên chúng ta phải đối đầu với lại hai con khủng lồ này cái đã. Hai con này thì cũng bình thường thôi, mọi người cứ xài có con chim quạt lốc xoáy đóng băng lại rồi đánh thôi. Như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trước tiên đánh con này thì mình cần đấm ông cái pháp sư điện này cái đã. Rồi, ok. Từ từ nha, để nó đánh xong đã. Ok, bây giờ quạt gió này. Rồi đóng băng thì cứ xây thôi. Ok, sao đóng băng chậm thế. Rồi xây cô đầy điểm. Ok, nhầm F1 phải xây lại rồi. À, rất chi là cồng kềnh. Thì da mọi sự cồng kềnh luôn phải trả giá. Rồi đủ rồi, tại vì đòn đập nó sẽ đau hơn ấy. Tôi cũng chả đau gì mấy, chắc là mình chơi luôn đòn chọn. Rồi quạt thôi. Rồi hồi lại điểm kinh phách nào. Ui, chấm nó thôi. Xong một con khá là trâu. Thấy mọi người nhớ để đánh trước rồi sau đó mới quạt gió giống như mình nhé. Kẻo đang biến hình tự nhiên cái đánh mọi người văng là mất biến hình. Ấy.
xin cái trứng. Sắp đầy rồi. Trời ơi. Ok. Perfect. Mà xây tiếp không nhỉ? Đấy, xây khi nào nó hết định thân thì chúng ta sử dụng con chim. Đấy, như mình bảo đấy, không cẩn thận là nó sẽ bị mất biến hình như y chang như mình. Mình hơi ẩu. Rồi, nó ngồi xuống rồi. Mọi người có thể đánh trên đầu nó hoặc là đâm đít nó cũng được. Ví dụ như mình đâm đít thử. Ok, đầy nổ rồi, đâm phát. Họ khá là thốn. Lăn mấy vòng. Rồi. Vậy là xong. Đấy, bây giờ chúng ta tiến về khu này. Ở trong đây vẫn còn một tinh phách nữa để chúng ta lấy. Tinh phách này thuộc hạng tinh anh nhé, chứ không phải là màu xanh đâu. Hạng rare đâu, đây là hạng epic. Đây là bất tịnh. Chúng ta có lối đánh rất chi là cục xúc. Cho nên là mọi người cứ dồn chúng ta, không cho hắn ta đánh trả nha. Trong thời hắn ta đánh liên tục luôn ấy. Ok, trước tiên là đóng băng. Rồi, đóng băng rồi. Xoáy cố. Thủ điểm, đâm. Rồi, lại. Địch thân, xoáy cố. Hồi tính khách. Chuẩn bị, hết. Ok, để giữ khoảng cách cái đã. Rồi, quạt gió tiếp. Đấm côn ngã, đấm băng xây côn, rồi đủ điểm đấm. Ủa sao không chết, cho ăn cái quạt chắc chắn đi. Đấy, và thế là xong. Như thế sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nha. Còn để hắn ta thở thì cái lối đánh của hắn ta rất là dồn dập và cục xúc ấy. Kiểu cứ lao ở phía người chơi để mà tung đòn thôi. Kiểu chúng ta phải né rất là nhiều, cho nên là cứ khống chế gã lại mà đánh thôi. Bất tịnh mà. Không bao giờ kiểu tĩnh tâm cả. Lúc nào cũng nóng nảy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái bậc thang dài đằng đẵng này để mà đánh mất cuối. Let's go. Một chapter rất là dài. Nhưng mà vẫn chưa hết 100%. Tại vì sau này chúng ta còn quay lại đây để mà đi tiếp nữa. Vẫn còn rất nhiều thứ ẩn ở đây. Cũng không phải rất nhiều nữa, chỉ còn một thôi, một chỗ thôi. Rồi, mình chuẩn bị phát.
Rồi, sau khi chuẩn bị thì mọi người nhớ cộng đầy đủ tất cả các điểm vào trong nhánh cấm tự phát. Thì lúc đó sát thương mới được tối ưu nha. Thì hiện tại cấp mình thấp hơn bình thường rất nhiều. Cho nên là mình sẽ cộng như thế. À, để mình đổi găng tay cái đó. Tại vì bây giờ không xài phép cho nên là không cần hồi chiêu ấy. Ok, chúng ta tiến vào đánh boss thôi. Đấy, khi sử dụng cấm tự pháp và tất cả các chiêu đều sẽ bị khóa. Nhưng mà đổi lại, mọi người sẽ được sát thương, tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng cực kỳ cao. Dựa theo số mana của mọi người có hiện có. Nên cộng nhiều mana thì sát thương sẽ to hơn rất nhiều.我与金蝉子还是同门，他是个认真的人，看不得灵山从来祥光瑞霭，山下却遭着苦困天灾。他说，凡诸众生皆有慧根，何以只有你我高高在上，其他人就只配磕头烧香？我说。 因为他们不如你我，后来他犯了大错，重入轮回，又收了几个徒弟，可结果如何？徒弟死的死，逃的逃，连他自己也躲了起来。要我说，这些去取经的都是废物。 信什么狗屁如来？不如我自己来。既见未来，为何不拜？ Ở phase đầu tiên thì mọi người cứ đánh như bình thường thôi, cứ đánh chay thôi, không có xài phép gì cả. Bình thường thì chỉ cần né thôi, khá là đơn giản đó thôi. Cái xoáy xoáy thế này thì gã yếu. Khi mà gã dưa cái cây lên trời, mọi người chạy tới cuối của cái khu cái sân này luôn nhé, để mà né cái dòng điện của gã thì nó nổ rất là rộng luôn ấy. Rồi xong là lao vào đánh tiếp thôi. Đấy, đòn đánh rất là chậm cho nên thì mình cứ né thôi. Đây, ở đoạn này nếu như người xài phép tụ hình tán khí á, có thể có một đoạn cutscene khác nha. Ok. Đó hình như là... đúng rồi. Đây đoạn này nè. Khi mà gã hóng lên ấy, thì mọi người sử dụng phép tụ hình tán khí thì mọi người sẽ có một đoạn cutscene khác. Kiểu gã sẽ rất là chao đảo với bắt được mọi người. Còn lúc này thì gã chỉ đơn giản là mỉm cười và bắt mình một cách đơn giản thôi. Nếu mọi người sử dụng phép để đánh hoàng mi thì sẽ có một đoạn cách tiên khác với mọi người sử dụng phép tụ hình tán khí. Ok, chúng ta bị hút vào cái túi. Ở trong cái túi này thì rất dễ bị tha hóa. Hoàng My giáo huấn tất cả những người khác bằng cách bỏ họ vào trong cái túi như thế này. Yeah.
Kiểu bát giới bảo là bát giới đi đường vòng, nhưng mà thấy quái nào bát giới lại kiểu gì bắt trước cả mình. Chú nghĩ là bát giới đến trước cả mình cơ. À, cái đánh con này nó cũng đơn giản thôi, tại vì chúng ta có bát giới ấy. À, cái đánh người yếu máu thì bát giới sẽ heal cho, nhưng mà chỉ có một lần thôi. À, còn thấy gì thì né đó thôi, nó cũng không đến nỗi nào gọi là quá khó đâu. Ấy tới cái đoạn này thì mọi người nhớ tìm cái phân thân của nó để đánh là được. Cái phân thân của nó đâu rồi? Đây đây đây. Mọi người nhớ đánh phân thân của nó chứ không nó sẽ hồi máu như cái phân thân ấy. Đấy, nó vừa hồi máu một cái phân thân ấy. Mà mình thì đánh yếu rồi, nãy lúc. Ây da. Ừ. Thực sự để mà nói thì sử dụng phép này nó sẽ rất là chán, nhưng mà đổi lại có sức mạnh rất là cao. Thì mọi người dùng phép này chán thì lại quay về xài phép nhé. Thì chắc chắn là mọi người sẽ rất thích cái phép này, tại vì sát thương của nó rất là to ấy, để đánh quái nhanh. Rồi, ở đoạn này thì mọi người có tấn công hay không tấn công thì nó cũng như nhau cả. Ok, ở đây mình sẽ đánh cho mọi người xem. Mình biết chắc là tỷ lệ sẽ rất là cao, nhiều người sẽ không đánh những cái tượng này. Kiểu không muốn bị ông Hoàng My này tha hóa, cho nên là sẽ có rất nhiều người chơi sẽ không đánh những bức tượng này mà bỏ qua. À, đánh hay không đánh thì nó cũng chả khác nhau cả. Chỉ là khác nhau cái lời thoại thôi, mình có thể trải nghiệm.
Ở đây thì Hàng My sẽ thu nhỏ lại và đánh với chúng ta. Ok, mọi người có thể chép như thế này, giữ khoảng cách với lại lỡ thấy để ăn gian thêm tí đau. Dạ, chết mùi bị lỗi. Ok, né. Mình có thể né được cả tiếng hống của lão nữa. Rồi, tại này mọi người chú ý, chỉ có duy nhất cái khó chịu của gã là gã kiểu hóa thành đồng như thế này thôi. Và khi hóa thành đồng thì mọi người chỉ có thể dùng cái đòn tụ lực để mà đánh phá nó, hoặc là những đòn đánh thường, nhưng mà phải đánh rất nhiều lần. Mọi người cố gắng dùng đòn tụ lực để mà phá cái lớp giáp vàng này của gã nha. Rồi, ok. Bắn một cái luôn. Đấy, mình có thể đánh thường cũng được, nhưng mà vũ khí sẽ bị văng ra ấy. Nhưng mà đánh nhiều lần thì cũng vỡ thôi. Với lại một điều lưu ý nữa nha, giống như thế này nè. Đấy, giống như mình đang đánh như thế này. Đấy, cứ đánh thường thôi, cứ đánh thường và giữ điểm nổ côn cho mình nha. Ok, khá là thốn, nhưng mà đừng vội uống máu nhé. Cứ né trước những cái đòn của gã ta cái đã. Đấy, cứ chạy trước cả. Nếu mọi người đứng ở đó uống máu thì mọi người sẽ đi luôn. Khi mà thấy thoáng thoáng rồi hãy uống máu. Và nhớ chỉ đánh thường thôi, chỉ hết combo đánh thường thôi, không sử dụng điểm nổ côn. Đấy, cho đến khi mà hắn ta lại mình đọc danh sách, chúng ta sẽ sử dụng điểm nổ côn. Đấy, phá ngay lập tức. Và cứ thế mà đánh hết combo thôi. Đấy, cứ đánh thường như thế này nhé, đừng có xoáy xoáy hay gì cả, cứ đánh thường như thế này để tích điểm nổ côn. Đó là lý do tại sao mà mình sử dụng cấm tự pháp, sát thương rất là cao. Rồi lại tiếp tục như cũ thôi, cứ đánh thường. Đấy, cái đòn mà hắn ta đang gồng gồng như thế này, mọi người chạy thật xa ra, như chen như phê một vậy, cứ chạy xét dách. Rồi nổ xong thì mình chạy vào thôi. Và cứ đánh thường nha, đừng sử dụng điểm mồ côn. Đấy, né nè. Đấy, cứ đánh thường thôi. Đấy, gã lại mình đồng do sắt. Chúng ta đã có điểm nổ côn rồi, thì đâm thôi. Rồi, bay vào xoáy. Và thế là xong. Cực kỳ đơn giản. Cái khó chịu ở đây là hắn ta có phép mình đồng do sắt ấy, cho nên là sẽ phải khó khăn. Nhưng mà khi chúng ta để dành điểm nổ côn mà đánh thường thôi, và kết hợp với phép cấm tự pháp nữa,
Thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi mà chúng ta sử dụng, chỉ sử dụng điểm nộ côn khi hắn hắn bình đồng gia sắc. Giới khá là bạo. Dám quánh đầu hoặc gì lạc. Quán 我也不信，谁知这孽畜胆子这么大。我本要亲自收他，不料两位施主先到，不能。你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得，这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿失足淹死是小。 Ok, đến đây là video chapter 3 coi như là xong. Và cảm ơn mọi người đã xem. Nếu mọi người thích cho mình xin một like và đăng ký. Có mọi người theo dõi mình chơi sẽ rất vui tuyệt vời đối với mình. Ok, chúc mọi người một ngày tuyệt vời nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Cảm ơn rất nhiều. Và bye bye.
师兄此番下界倒是去了好久。说人话，这回我又赢了金蝉子。祸乱人心，道果为因。师兄如此执着输赢，可笑可悲。若不能赢，还仗什么因果人心？石猴不过自封齐天，那四庆童儿却敢自立宗庙，自封世尊。亏得你佛心坚忍，勇猛无惧，竟抵住了他的引诱。那些个星君魔将、高僧大能，一个个乱了性情，坏了道心，真是因为放不下心中的偶像。你一路迎霜冒雪，可曾嗅到世人痴心破灭的味道？Thank you.